bớt bớt gọi là ngu si hơn ạ. Dạ, muốn ngu si được thì mình về giữ giới tu thiền, có trí giới định tuệ thì nó hết ngu si ấy. Với lại giờ bớt ngu si thì mình về quán cái nhân duyên, học cái 12 nhân duyên Phật dạy đấy. Cái này sanh có cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt đấy. Mình không có sân nữa thì mình đừng có sân với người ta nữa thì nó không sân nữa, nó không có ngu si nữa. Nhưng mà mình còn sân thì nó còn ngu si. Ở đó mọi người hiểu như thế thì bình thường bây giờ như mọi người ngồi thiền nhá, thì mọi người một ngày ngồi thiền á thì đó là một ngày công đức. Giống như mọi người đi làm mà đi phát rẫy cho người ta đấy, một ngày công. Thế đó. Con cũng là tu thiền đấy nhưng mà nhiều khi là con ngồi con cứ kiểu như là mình không tập trung ấy. Thế. Nhiều khi mình cứ suy nghĩ lung tung ấy thì lúc đấy mình không tập trung được thì lúc đấy thì mình nên như thế nào thì mình tập trung được thì thầy. Cái đấy thì mình thường bám hơi thở, cái quán niệm hơi thở ra, tôi biết hơi thở vô đấy, tôi hơi thở ra, nhưng mà mọi người không quán để cho nó như thế nó cũng không được, nhưng mà muốn để cho nó hết lâu dài thì phải xả bỏ, giữ giới, tu thiền đấy. Giữ năm giới tu thiền để gọi nó giảm tham sân si thì nó mới không có vòng tưởng đấy. Chứ còn không mình làm kiểu gì nó cũng vòng tưởng, cái đấy nó phiền não mà. Giờ mình bỏ hết phiền não thì mình ngồi thì nó không vòng tưởng nữa. Mình phải giữ giới, mình tu tập, tu thiền rồi phát nguyện cái tâm. Tu bồ vô thượng chánh đẳng giác. Như thế thì dần dần mình kiên trì rồi mình xuất gia, mình tu hành thì nó giảm phiền não ấy. Chứ giờ mình đang ngồi như thế này mà mình lo phát thuốc cho người này hay là làm việc của mình ấy. Dạ đúng rồi, dạ. Con hay suy nghĩ trong lúc ngồi thiền là con hay suy nghĩ kiểu như thế. Đúng rồi, rồi như thế rồi bắt đầu giờ mình dừng lại những cái việc đó thì nó không vòng tưởng đó. Nhưng con thấy là có rất là nhiều phương pháp thiền, nhiều cách thiền. Chỉ cho con xin hỏi là thầy thiền theo phương pháp nào ạ? Dạ con thiền theo phương pháp ly dục, xả bỏ, không còn gì như Phật Thích Ca dạy ấy. Ly dục từ bỏ tham sân si thôi. Thì nó mới thiền được chứ đó là còn thiền khác thì con không biết. Dạ, mình tập trung vào hơi thở của mình ạ. Vâng, quán niệm hơi thở, tứ niệm xứ đấy, mọi quán thân thọ tâm pháp. Mọi người về nghe trên mạng tứ niệm xứ thì mọi người học. Đó là thiền của Đức Thế Tôn dạy, còn những cái thiền khác thì con không học. Nhưng mà đa số là mình phải xả bỏ đời sống dục tham của mình đấy, từ bỏ dục tham với sân hận, si mê. Nhớ từ bỏ không có dâm dục nữa, không có sân hận, ai nói đánh đập mình hay sân với mình cũng đừng sân đấy, rồi đừng có si mê nữa, thì đó là tu thiền đấy, đó là con học đấy. Dạ thế nên cho con hỏi là cái công đức mà mình đi phóng sinh với cả cúng dường thì cái nào có nhiều công đức hơn? Công đức cúng dường với những cái người mà có giới công đức tốt hơn, còn phóng sinh thì không bằng cái công đức cúng dường giữa Phật pháp tăng, những người giữ giới tu hành đấy thì cái đấy công đức hơn. Chứ còn mà mình đi cúng dường mà những cái người phạm giới, uống rượu uống bia không tu hành đấy thì nó cũng lại không bằng cái đi phóng sanh. Tùy vào cái cách của mình. Đúng rồi, tùy vào cái đối tượng, tùy vào cái người mà mình bố thí cúng dường. Chẳng hạn như giờ mình mà đi phóng sanh một người thì sau này họ tu thành Phật ấy, đang bị nhốt hay là mình cứu họ ra rồi mình thả họ rồi mai mốt họ phóng sanh cho họ, họ tu thành A-la-hán được thành Phật thì lại công đức hơn là đi đem cúng dường cho cái người phá giới, uống rượu, uống bia làm ác. Đó, đó là cúng dường những người đó thì lại không bằng phóng sanh. Thưa sư, nhưng mà con có thấy một số nhà sư thường cất thực là trong cái bát có cái nắp nữa mà sao chủ chưa cho con cầm này nha. Dạ. Thì chỗ sao cái bát của sư mình không có cái nắp sư? Dạ, cái đấy thì tùy theo sư, muốn có cái nắp thì cái nắp, không có cái nắp ấy, thì không có cái nắp, cái đây không bắt buộc. Cái nắp, có cái nắp ấy, thì họ đậy để cho nó khỏi bụi hay khỏi kín đáo hơn hay là cái gì đó, giống như cái son nấu cơm của mình ở nhà đấy. Mình có cái nắp mình đậy thì đỡ
mèo hay đỡ chó hay đỡ bụi rồi nó kín cắt được thức ăn, nhưng mà mình không có thì ấy, nhưng mà đi ra ngoài nó lại bất tiện một cái là cầm thêm cái lỡ nó kêu nghe lọt cọt loạng choạng, nó kêu oang oang ấy, nhưng mà không có thì nó lại được đường này. Nhưng mà tùy theo sư, họ muốn dùng nắp ấy, thì dùng nắp, còn không dùng nắp thì không dùng nắp. Sư, như cái này con thấy như là nồi cơm điện đúng không sư? Dạ, cái đấy là cái xong trong cơm điện này, xin của người ta, hay là tới cái chỗ mà người ta bán phế liệu á. Dạ. Mình xin cái mình cầm tạm mình đi khất thực. Tại vì con là bây giờ là không phải sư, không phải thầy. Dạ. Con là một người công dân Việt Nam như mọi người á, đi tập học theo Phật thôi. Con không có muốn mượn hình ảnh của các chùa, các sư, họ là tỳ kheo là sư, nên là con là một người bình thường để khỏi mượn hình ảnh của họ, khỏi xâm phạm họ đấy. Không để họ nói là mượn hình ảnh sư thầy rồi ra lừa đảo mọi người lấy tiền bạc ấy, làm cái điều sai trái. Nên là con cầm cái khác thì không ảnh hưởng tới họ. Yeah. Yeah. Sư, như vậy thì khi mà mình dùng bữa rồi á, là mình dùng tay luôn hả sư? Dạ, dùng tay. Như cơm rồi á? Cơm dùng tay. Yeah. Khi mà họ cho cái thìa nhựa hay là cái thìa thì mình dùng thìa xong rồi mình bỏ. Yeah. Nhưng mà không có thì mình lấy tay. Yeah. Dạ. Vâng, có thì mình dùng mà không có thì thôi. Tại vì giờ ai cho cái gì trong á thì mình dùng cái đấy. Yeah. Cho đũa thì mình cũng dùng đũa, mà cho thìa mình cũng dùng thìa, mà không cho nữa thì mình lấy tay. Yeah. Mình tận dụng hết, mình không có phải là bắt buộc phải cứ dùng tay hết. Yeah. Hay là bắt buộc phải dùng đũa cá. Giống như mà họ cho một bát cháo mà họ cho cái thìa đấy, thì mình cũng lấy thìa mình ăn xong rồi mình giữ, mình không cắt cái thìa nữa. Nhưng mà mai mà họ không cho cháo mà không coi cho cái thìa thì mình cũng lấy tay. Yeah. Mình ăn luôn, dùng xong thế. Mình không có dính cái thìa. Cái bát này theo sư bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cái đấy cũng 2-3 năm rồi. 2 năm. Dạ. Yeah. Cái này con xin một cái cô ở trên Đắk Lắk ấy. Thầy đi mỗi ngày là thầy nghỉ buổi trưa với cả tối rồi thầy? Dạ, buổi trưa thì ngồi nghỉ rồi tối mình cũng nghỉ một chút. Nghỉ đêm rồi sớm mai đi. Thế còn về thiền thì sao thầy? Buổi sáng sớm là thầy thiền với cả buổi tối ạ? Con thì khi nào cũng thiền cả. Dạ. Bốn thiền trong bốn oai nghi theo Phật dạy thì thiền đi ở đứng trong nằm ngồi hay? Vâng, đi đứng nằm ngồi mình sống trong chánh niệm là mình thiền rồi. Dạ. Mình đừng có tham lam nữa. Đừng có sân hận ngu chi, khi nào cũng tư duy đời sống lương thiện đấy. Mình đừng có hại ai, cũng đừng có lừa đảo nữa, cứ nghe dạy theo lời Phật dạy ấy, làm sống bố thí trì giới tu thiền, hướng đến trí tuệ giải thoát, phát nguyện đặt niềm tin như thế là khi nào mình cũng thiền cả, thiền suốt đấy. Nhưng mà có điều là mình đi hay là đứng mình tập là chánh niệm cho mình ấy. Còn mình đi thì mình đi như thế, nhưng mà mình ngồi thì mình lại ngồi thiền cái kiểu mình ngồi một chỗ. Cái oai nghi ngồi ấy, đi đứng nằm ngồi đấy. Nhưng mà giờ con này con tập ba cái thôi, đi với đứng với ngồi thôi, không có nằm. Ngồi khó không thầy? Dạ cũng khó, khó thì cũng khó mà dễ thì cũng dễ. Tùy theo cái tâm mình ấy, nếu muốn thì mình kham nhận mình vượt qua. Nói dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng khó. Nói chung là mình thấy không niềm tin đấy, mình thấy đau rồi thì mình thấy mỏi thì mình không vượt qua được, mình thấy khó. Thầy ơi, cho con hỏi câu này, ví dụ như bây giờ con muốn là gia đình con, bố mẹ con biết đến Phật Pháp thì bản thân mình phải làm như thế nào ạ? Bản thân mình phải học Phật Pháp, nghe Phật Pháp niềm tin trước, mình giữ giới, mình tu hành trước, tạo cái niềm tin, rồi khi đó mới gieo duyên cho họ, bày cho họ nghe Phật Pháp, hướng dẫn cho họ làm thiện theo ấy. Nhưng mà mình chưa niềm tin mà mình chưa làm được ấy, thì mình nói họ không nghe. Thế thì gia đình, cho con hỏi tế nhị một chút là gia đình thầy có ai, có thầy đã gieo duyên cho Phật Pháp thì con... Gia đình con cũng như mọi người, ngày xưa con cũng về bảo họ ăn chay hay cái gì, nhưng mà gieo cho họ nghe kinh sách, nhưng mà người mẹ thì cũng nghe đó, nhưng mà khi mà không đủ duyên rồi thì con cũng nói như mọi người á, ai hữu duyên thì mình nói, còn không hữu duyên thì giờ như mọi người cũng giống như người thân cha mẹ con gặp thì con nói như thế. Còn họ muốn nghe Phật Pháp thì việc của họ, chứ mà mình cũng không ép đặt, mình không có cùng muốn họ phải nghe Phật Pháp.
hay là không nghe. Tại vì mình trước mắt là mình đi học cho mình cả. Tại vì giờ mình học chưa xong mà mình bảo họ nghe mà họ không làm ấy, rồi mình khổ. Còn như Phật cũng không ép ai. Ai muốn tu thì tu, ai muốn không tu thì tu, chứ còn Phật cũng không ép buộc ai cả. Tự nguyện mình học tập ấy. Mình tu hành thì cha mẹ con cũng thế. Con cũng nói mình cũng không phải là vì cha mẹ hay là vì cái gì mà mình phải khổ mình nói á. Tại vì gặp mọi người là cũng giống như người thân cha mẹ con cũng nói thế rồi. Mọi người muốn tu thì tu, muốn nghe Phật Pháp thì nghe hay không nghe thì cũng việc của mọi người. Cha mẹ con cũng nói thế. Thưa sư, những cái mảnh vải này là sư nhặt ở ngoài đúng không sư? Dạ, hồi này con nhặt cái quần đấy. Con sẽ ra, con cắt ra đây để khi nào rảnh nhá, là con ghép lại, con may cái ý. Dạ. Thế nhưng mà có ai cúng dường vải thì thầy có nhận không ạ? Hay không, con không dùng, nhặt. Con phải đi nhặt. Dạ. Cái vải mà người ta cho con không dùng. Cái đấy là cái thuộc về phát nguyện của con. Dạ, con thì... Con thì phát nguyện cái gọi là hành phấn tạo y. 13 hành đầu đà thì phải vải là tự mình nhặt lấy. Tự mình làm lấy thì tự mình mới mặc được. Chứ không người ta cho thì không phải nữa. Dạ. Thế vải mình đi nhặt đây gọi là phấn tạo. Đúng rồi, mình nhặt vải họ quăng ngoài đường với lại ở rừng, ở núi, ở nghĩa địa, ở chỗ nào đống rác, thùng rác. Đồ người ta bỏ đều được cả. Nhưng mà không phải vải cho là được. Cũng không phải là ăn trộm lấy của người ta. Cái vải mà người ta bỏ quăng rồi đấy thì mình lấy là đều được cả. Thưa sư, và những cái hạnh đầu đà, 13 hạnh là những hạnh gì vậy sư? 13 hạnh đầu đà thì trong đó có phấn tạo y, rồi hạnh ba y bát, rồi hạnh thường đi khất thực, hạnh đi khất thực từng nhà, hạnh ăn một lần ngồi, hạnh ăn trong một bình bát, hạnh ngủ nơi gốc cây, hạnh ngủ nơi nghĩa địa, hạnh ngủ nơi đất trống, hạnh ngủ nơi rừng, hang đá, rừng, ngôi nhà trống, rồi hạnh ngăn vật thực, rồi hạnh bạ đâu ngủ đó, rồi hạnh ngủ ngồi. Yeah. Đó là 13 cái hạnh đấy. Thưa thầy, vậy như khi nào sư ngồi thiền từ ngày này qua ngày kia luôn không sư? Con thì chưa ngồi 2 ngày liên tục, nhưng mà chẳng hạn như cả ngày cả đêm ngồi giờ cho tới sớm mai đấy. Yeah. Thì rồi đi khất thực thì con ngồi từng đấy thôi. Yeah. Mà với lại mình như thế mình cũng chả vội phải thiền trước cái làm gì cả. Mình chỉ có ngồi để cho qua ngày qua đêm rồi mình sống cái cuộc sống thoải mái của mình đấy. Dạ, chứ ngồi 2-3 ngày liên tục thì con chưa ngồi. Nhưng mà con chả phải vội ngồi cái đó làm gì, tại vì mình biết tâm mình vẫn còn tham mà. Vẫn còn sân si, khi nào mà mình hết rồi thì mình ngồi nó dễ. Nhưng mà giờ mình đi mình học tập để mình buông xả cái đó. Để khi nào mình biết sân, mình sân, biết tham, mình tham ấy đó. Rồi khi đó mình không sân si nữa thì mình ngồi nó dễ. Thì lúc đấy mình muốn mấy ngày cũng được. Là từ cái phương pháp sư tu như thế này, rồi sư có được cái niềm tin á, đến với cái việc mà thành đạo quả, là sư đặt cái niềm tin đó ở đâu mà sư tu theo cái pháp này vậy sư? Con đặt niềm tin đó ở Phật Thích Ca Mâu Ni. Phát nguyện tu thành vô thượng chánh đẳng giác. Con tin Phật Thích Ca Mâu Ni như thế thì con cũng phát nguyện theo đặt niềm tin ở đó. Con không nghi ngờ gì cả. Con niềm tin đó là Phật thì chả lừa ai cả. Chả nói láo, chả nói dối, chả được cái gì. Mình cứ nói theo được thì tốt đẹp. Con được biết là ví dụ như bây giờ mình quỹ